Chuyển sang thông tin khác, trong tháng thực hiện hành động vì an toàn thực phẩm, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra 5.085 cơ sở, qua đó phát hiện 1.244 cơ sở vi phạm, nhắc nhở 1.141 cơ sở và xử lý 103 cơ sở, với số tiền phạt hơn 136 triệu đồng. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, Lâm Đồng đã thành lập 165 đoàn thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ yếu ở các tuyến xã trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số 5.085 cơ sở được kiểm tra, đoàn liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 1.244 cơ sở vi phạm. Qua đó đã tiến hành nhắc nhở 1.141 cơ sở, tiến hành xử lý 103 cơ sở, với số tiền phạt hơn 136 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn liên ngành của tỉnh đã đề nghị đóng cửa 39 cơ sở, 41 cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm, 22 cơ sở bị yêu cầu tiêu hủy 26 loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Các vụ vi phạm tập trung chủ yếu thiếu về các trang thiết bị bảo hộ lao động, nhãn mác hàng hóa, giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.